tiếp theo tập trước sau khi bị đạp vào mông lưu phú quý tức giận mắng địch các người ăn cháo đã bát thế nếu tôi không dùng chưa tử tí đông lai thì các người đã sớm bị con châu trấu đó cắn rồi mai hiểu sảng lúc này mới tỏ ra ngạc nhiên hỏi người thường đánh rắm thì không thoát ra màu tím đâu lẽ nào cậu thuộc thi tộc cảnh sát mã nghe xong liền hỏi thi tộc thi tộc là cái gì lúc này lưu sương sương nhắc nhở mọi người lại cãi nhau hả những con bọ đó lại quay về rồi sau đó chiếu đèn pin lên trời cả đám ngây ngốc nhìn theo ánh đèn pin chỉ thấy cả đàn châu chấu đã quay trở lại chúng nó từ trên cao bổ nhào xuống như máy bay ném bom những cái càng sắc nhọn của bọn này cào vào thân thể mọi người nhìn thấy đám mai hiểu sảng cảnh sát lưu và cảnh sát mã đang chật vật chống đỡ chu tiểu an vội vàng hét lên hiểu sảng sau đó chu tiểu an nhanh chóng chạy ra che chắn cho mai hiểu sảng những cái càng của câu chấu liên tục cứa vào đầu vào ngực vào chân chu tiểu an thấy cờ rút ga lăng như thế mai hiểu sảng cũng lo lắng gọi tiểu an chu tiểu an thẩm mỹ may mà nó cắn mình chứ nếu mà cắn mai hiểu sảng thì toi rồi lúc đầu mình không nên yếu lòng mà đồng ý đưa cô ấy theo lưu phú quý trong thấy chu tiểu an giở trò anh hùng cứu mỹ nhân hắn liền nghĩ ai bị tên tiểu tử tiểu an giành mất cơ hội rồi không kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân bên xương xương hẳn là không có vấn đề quả nhiên lưu xương xương chỉ điểm nhẹ ngón tay là đám châu chấu đi đời hết lưu phú quý chuyển ánh mắt sang hai tên cảnh sát kia rồi nghĩ để hai tên kia tự sinh tự diệt đi tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại vì sao mấy con bọ đó không tấn công mình nhỉ bên này cảnh sát mã đang lấy cảnh sát lưu làm bia đỡ đạn những con châu chấu liên tục bu vào người cảnh sát lưu chúng nó đưa hàm răng sắc nhọn của mình ra cắn cảnh sát lưu kêu lên thảm thiết sau đó chụp tay vào con chấu chấu to tổ bố trên mặt mình liên tục kêu lên á ah. à, sau đó hắn giật mạnh nó ra ném xuống đất chửi ầm lên mẹ nó con bọ đáng chết con châu chấu bị ném xuống lập tức nhảy lên trên đột nhiên một tiếng súng vang lên bằng con châu chấu đã bị bắn thủng người họng súng của cảnh sát lưu bốc khói nghi ngút sau đó hắn vừa chửi vừa bắn lia lịa mẹ nó ai bảo mày cắn tao cho mày cắn tao này bằng 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 con châu chấu bị bắn cho nát cả người lúc này cảnh sát mã cũng ngớ người mai hiểu sảng cũng giật mình mở một mắt tiếp theo tiếng lên đạn lạch cạch vang lên cả cảnh sát mã và mai hiểu sảng đều lấy súng ngắn ra sau đó reo lên đúng rồi chúng ta có mang súng theo cảnh sát lưu vẫn liên tục bóp cò bằng bằng đột nhiên có tiếng người chuyển đến người ngoại tộc dừng tay cả đám bọn mai hiểu sảng lưu phú quý hai vị cảnh quan và lưu xương xương đều ngẩn người đám châu chấu vẫn bay lượn vo vo trên đầu giọng nói kia lại tiếp tục phát ra không được làm hại đến con cháu của bà nội châu chấu thần đám chu tiểu an bên này đều đứng hình ngơ ngác sau đó hai cái đèn pin chiếu về phía người kia hiện lên trong ánh sáng đèn pin là một bà già tay lần chẳng hạt bà già cứ thế tiến lại gần lưu phú quý vẫn chiếu đèn pin vào mặt bà già bà già này quắc mắt lên nhìn sau đó chắp hai tay lại với nhau nghe bộc một phát tiếp đó lầm rầm khấn vái cái éo gì đấy đương nhiên là không ai nghe hiểu cả đám đơ mặt ra sau đó bà già khua tay vung vẩy chàng hạt trên tay đám châu chấu lúc này như thể hiểu ra cái gì đó chúng nó liên tục bay lượn phát ra những tiếng vo 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 tiếp đó đáp xuống dưới mặt đất đám người chu tiểu an thận trọng nhìn xuống mặt đất hướng ánh mắt ra xung quanh mã cảnh quan lúc này lên tiếng thưa bà cảm ơn bà đã giúp chúng tôi giải vây xin hỏi bà tên là gì vậy bà già trả lời mọi người đều gọi ta là long bà nơi này chính là hang châu chấu thần đã lâu rồi không có người ngoài vào nơi này dotn hiên bà già đần mặt ra hả lên một tiếng đám chu tiểu an cũng éo hiểu chuyện gì bà già đột nhiên nói lớn các người không thể hiểu được tập tục ở nơi này những con châu chấu này là con cháu của bà chúa châu chấu thần mà ta đã nuôi dưỡng cùng phụng mấy trăm năm nay, chúng chính là tiên, có thể nghe hiểu được các người nói gì, ai muốn làm hại đến nó thì không được chết tử tế đâu." Bên này, Lưu Xương Xương đã cúi xuống và nói, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người thần phục châu chấu." Sau đó lại nghĩ, "Tôi không tin những con châu chấu này có thể nghe hiểu được tiếng người." Thế là tóm lấy dâu của một con châu chấu bẻ dâu của nó, rắc một tiếng vang lên, bà già tức giận hét lên, "Cái con bé kia, ngươi làm gì thế?" không phải đã nói là không thể làm hại đến những con châu chấu kia mà lưu Sương Sương tỏ vẻ ngây thơ vô số tội xua xua tay đáp ha ha tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó thôi mà không phải cố ý đâu chu tiểu an thẩm mỹ tiểu ma nữ đó còn giả bộ ngây thơ mới sợ chứ sau đó chống cằm nhìn mấy con châu chấu dưới đất rồi nghĩ nhưng nói đi cũng phải nói lại những con châu chấu này cũng rất kỳ lạ mình từng nhìn thấy tin về một con châu chấu rất lớn trên mạng ví dụ như năm 1991 ở New Zealand một ông chủ nông trường đã bắn chết một con châu chấu dài hơn một mét nặng 10 kg nhưng trong phạm vi 100 tấc, đến cỏ cũng không có, dường như cũng không có thứ gì mà châu chấu có thể ăn. Thế vì sao lại có một con châu chấu lớn đến thế? Dựa vào trí thông minh của loài vật này, thì không thể nào nghe hiểu được tiếng người. Bà già này chắc chắn đã dở trò gì rồi. Mai hiểu sảng dơ thẻ ngành ra và nói, bà ơi, chúng con là cảnh sát, cho con hỏi là thôn này được tính là cơ quan hành chính gì? Thôn trưởng là ai? Bà già cười phá lên, ha ha ha, cô gái chúng ta chính là người xa cách bà, đã sống ở Gobi này rất lâu rồi. Đây chính là bộ lạc người xa cách bà không có thôn trưởng càng không phải là cơ quan hành chính gì cả ta vừa là tư tế nhưng cũng chính là người lãnh đạo của bộ lạc chỗ này chỉ có mình ta biết nói tiếng người thôi vừa nãy ngôn ngữ mà ta nói với những con châu chấu kia chính là ngôn ngữ của tộc người chúng ta mai hiểu giảng kinh ngạc thẩm mỹ người xa cách ba chưa hề biết đến tên dân tộc này trong sách vở cũng có lẽ là bởi vì dân số quá ít lại quá cổ xưa nên chưa được thống kê bà già nhìn vào hai chiếc suv ở đằng xa rồi nói người xa cách ba chỉ sùng bái bà chúa châu chấu không thích máy móc biết động đậy của các người các người hãy mau rời khỏi đây nếu không ta sẽ bảo châu chấu cắn các người đám mã cảnh quan và mai hiểu sảng choáng váng thế nhưng lưu cảnh quan lại đưa súng lên chu tiểu an đưa tay ra ấn vào thân súng và nói mọi người thật thiếu kiên nhẫn tin cái gì là tự do của các người chúng tôi không quản nổi đâu trước khi chúng tôi rời đi bà hãy trả lời cho tôi một câu hỏi hai ngày trước ở gần đây có một đội nhân mã đi qua bà có nhìn thấy không bà già lúc này im lặng một hồi sau đó lại nghĩ cậu thiếu niên này lại không bị sự ham dọa của ta làm cho khiếp sợ ánh mắt cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ bà già trả lời, ta đã nói ngay từ đầu rồi, đã lâu rồi ở đây không có ai lui tới, cậu đã không tin lời ta nói, vậy cậu hãy đợi một chút." Thế là bà già vỗ tay bộp bộp bộp, từ trong những ngôi nhà, lần lượt có mấy người thò đầu ra, sau đó tất cả đều tập trung một chỗ, trước mắt mọi người là một đoàn người già trẻ lớn bé, trai gái đầy đủ, Chu Tiểu An chóng váng, sau đó, bà già lại nói bằng ngôn ngữ của mình, "Si Đám người bên này ai nấy đều lắc đầu, bà già lại nói, "Chàng trai trẻ, xem ra cậu đoán sai rồi, chẳng có ai từng nhìn thấy những người mà cậu nói cả." mau lấy xe của các người rời khỏi chỗ này đi đừng bao giờ trở lại đây nữa đột nhiên một tiếng súng vang lên bằng cả đám giật mình quay lại nhìn chỉ thấy lưu cảnh quan chĩa súng xuống dưới và quát bà già bà nói dối cả bà già và đám thôn dân đều giật mình kinh hãi bà già lại nói chàng trai trẻ xét về tuổi tác thì ta còn lớn hơn mẹ ngươi đó ăn nói lịch sự chút đi ngươi nói thế ta nói dối chỗ nào chứ lưu cảnh quan quát mấy lời của bà chỉ có thể lừa bọn con nít mới lớn thôi chu tiểu an bên này nhìn mã cảnh quan bên cạnh và nghĩ đại ca à anh lau máu trên mặt trước đi cảnh sát lưu tức giận nói bọn ta bao nhiêu năm làm cảnh sát tiếp xúc với đủ loại tội phạm kẻ nào nói dối ta nhìn một cái là có thể đoán ra ngay lời tôi nói có đúng không cảnh sát mã lão mã nghe xong liền đưa ngón tay cái lên tán thưởng không sai thấy bộ dạng kẻ tung người hứng của hai thằng này chu tiểu an tối sầm mặt lại nghĩ hai cái gã khốn kiếp này nếu như thực sự có chuyện này thì lão tử ngay từ đầu đã không bị bắt vào trại cảnh sát không não đại chiến với bà già điên của bộ tộc nguyên thủy lần này có kịch hay để xem rồi nhân cơ hội này để bọn họ nếm chút cay đắng cũng hay lưu cảnh quan bước lên trước và hỏi ta đến nói với các người hai ngày trước xảy ra chuyện gì những chuyện xảy ra lúc đó và bây giờ hình như giống nhau câu này nói ra làm cả bọn còn lại đứng hình cảnh sát lưu tiếp tục nói hai ngày trước một tổ hành động lái xe qua đây cũng gặp phải vụ tấn công châu chấu như chúng tôi điều khác là bọn họ nhiều người hơn chúng tôi vũ khí cũng nhiều thế là bọn họ đã giết rất nhiều châu chấu thế là hắn chĩa súng lên liên tiếp bắn ra ba phát súng bằng 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 ba phát chuẩn xác bắn vào đầu ba con châu chấu sau đó hắn đưa họng súng lên thổi vào đó và nói giống như thế này bà già tức giận gào lên trời chu đất diệt ngươi sẽ không được chết tử tế đâu nhưng lưu cảnh quan đã chĩa súng vào đầu bà già và quát không được cử động cái bà già chết tiệt này sau đó hắn lại quay sang đám chu tiểu an và nói mọi người nghe thấy chưa bà ta vừa rồi lại nói câu này những kẻ làm hại châu chấu sẽ không được chết tử tế cả đám nhất thời câm nín lưu cảnh quan phán đoán đây chính là chân tướng vụ mất tích bí ẩn của tổ hành động số 1. bọn họ đã phạm phải điều cấm kỵ của bộ lạc này bởi vậy đám người này mới dùng thủ đoạn nào đó để giết bọn họ sau đó chôn xác và xe hơi của họ xuống cát đây chính là toàn bộ quá trình của vụ việc từ khi bà nhìn thấy chúng tôi liền lập đi lặp lại câu đã lâu không có ai đến đây kiểu nhấn mạnh này chính là đặc trưng điển hình của việc nói dối sau đó chĩa súng vào đầu bà già và quát nói người mà bọn ta muốn tìm đã bị các người giết rồi có đúng không bên này mai hiểu sảng hét lên tiểu lưu bỏ súng xuống anh muốn làm gì thế nhưng chu tiểu an đã giữ tay mai hiểu sảng lại và lắc đầu mai hiểu sảng nhất thời cũng không biết nói gì Lưu Cảnh Quan lại gào mồm lên, các người đã không theo cơ quan chính phủ thì cũng chính là không nhận được sự bảo hộ của pháp luật, ta đếm từ 1 đến 3, không nói thật, ta sẽ bắn chết bà. Thế là Tiểu Lưu bắt đầu lớn tiếng đến, 1, 2, 3, đám thôi dân kia tỏ vẻ tức giận không nói gì, còn Lưu Sương Sương chỉ hừ một cái, bà già lại nói, ta đã nói rồi, ta không nhìn thấy người mà các ngươi tìm. Cảnh sát Lưu lúc này mới tức giận nghĩ, mẹ nó chứ, cách này không ăn thua với bà già này rồi, bình thường ở sở, đối với những tên tội phạm như thế này tra phát là ra ngay đã ngồi trên lưng hổ thì khó mà xuống chết nỗi lại không thể giết bà ta đột nhiên bà già chụp lấy họng súng của cảnh sát lưu khiến hắn bị choáng váng bàn tay cầm súng của cảnh sát lưu trở nên run rẩy bà già tức giận nói mấy kẻ ngoại tộc phong ân phụ nghĩa các ngươi vừa nãy là ta đã thỉnh cầu châu chấu mới không tấn công các ngươi nếu như ta chết rồi các ngươi sẽ bị châu chấu ăn hết bà già nắm khẩu súng kéo lên trời lưu phú quý bên này đang cà khịa cảnh sát lưu ngay cả bà già mà cũng không đánh nổi thì làm sao có thể thi hành pháp luật chứ đám thôn dân bên này cũng cười phá lên chế diễu. ha 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 cảnh sát lưu thầm nghĩ mẹ kiếp bà già quát queo chết tiệt này sao lại mạnh vậy chứ đột nhiên bà già hưng một cái rồi bất ngờ buông khẩu súng ra cảnh sát lưu nhất thời mất đà đổ về phía sau nhưng chu tiểu an nhanh chóng đỡ lấy hắn chu tiểu an liền hỏi anh không sao chứ nhưng bà già đã thấy tia sáng phát ra từ chiếc nhẫn cổ trên tay của chu tiểu an bà ta liền nghĩ tia sáng trên tay cậu thiếu niên đó sau đó nhìn kỹ hơn chỉ thấy chiếc nhẫn phát ra luồng ánh sáng xanh mờ nhạt bà già lắp bắp tại sao sao một vị thần lại đến đây thế là vội vàng quỳ xuống chu tiểu an và lưu cảnh quan đứng hình chu tiểu an ngơ ngác hỏi vị thần bà đang nói cái gì thế thế là bà già vừa dập đầu sát đất vừa xì xà xì xổ đám thôn dân ở phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống bên này có một đứa nhỏ vẫn đứng chỉ thấy nó hử lạnh đột nhiên có một bàn tay kéo tai của nó làm cho nó kêu lên đau đớn đứa này liếc mắt lường chu tiểu an một cái chu tiểu an cũng phải cạn lời với cái hoàn cảnh này bên này lưu phú quý nói với em gái mình bà già này uống nhầm thuốc à Sao đột nhiên lại quỷ, Lưu Sương Sương giải thích cho ông anh đần độn của mình, "Ngốc ạ, à, anh không nhìn thấy bà ta, đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn thần xà trên tay Chu Tiểu An sao?" Ba vị cảnh sát lúc này đã cứng họng, ai nấy đều bàng hoàng. Chu Tiểu An vội vã đỡ bà lão dậy và nói, "Bà à, mau đứng dậy đi." Bà già nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn của Chu Tiểu An, hắn giật mình, sau đó đưa ti lên nhìn chiếc nhẫn và hỏi, "Không lẽ bà cũng nhận ra chiếc nhẫn này sao?" Bà già cảm thán, thật không dám tin thân già này khi còn sống có thể tận mắt trông thấy hơn 50 năm trước chiếc nhẫn thần mà tổ mẫu đã từng miêu tả thế là bà ta giơ chiếc vòng lên vẫy vẫy đám châu chấu lúc này đã có phản ứng nhìn thấy bọn châu chấu bay lên cả bọn chu tiểu an đều ngơ ngác cảnh sát lưu tức giận quát khốn kiếp vẫn còn đến nữa nhưng cảnh sát mã đã trấn an đợi một chút đừng bóp cỏ chỉ thấy đám châu chấu đã bay đi mất hút bà già giơ chuỗi chàng hạt lên rồi quảng cáo sở dĩ chàng hạt này có thể xua đuổi châu chấu đều là nhờ vào một vị thần hơn 100 năm trước ban cho lúc đó ngài đã ban cho tổ mẫu chuỗi hạt sau khi tổ mẫu chết lại truyền cho mẫu thân ta sau đó truyền cho ta nghe tổ mẫu kể chiếc nhẫn có khắc hoa văn cổ xưa mà vị thần đó đeo trên tay với chiếc nhẫn mà cậu đang đeo gần như giống nhau hoàn toàn chu tiểu an lại hỏi vậy thì bà hãy cho con biết vị thần đó có hình dáng như thế nào bà già trả lời câu chuyện mà tổ mẫu kể đã qua quá nhiều năm nếu như ta không nhớ nhầm thì vị thần đó mũi cao mắt xanh tóc vàng lời này nói ra chính là làm cho cả bọn chu tiểu an giật mình thốt lên cái gì lưu phú quý liền nói tay đeo nhẫn cổ lại còn tóc vàng mắt xanh Chẳng phải là Reno cùng xuất phát với Lương Đông sao?" Mai Hiểu Sảng nghi ngờ, bức ảnh trong máy tính cùng lắm hơn 20 tuổi, thật không dám tin chiếc nhẫn cổ có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Bên này, Chu Tiểu An liền nói, "Tôi hiểu rồi, cả bọn ngớ người." Chu Tiểu An nói tiếp, "Tôi cứ luôn cho rằng chiếc nhẫn cổ trên tay Reno chính là chiếc nhẫn mà Thiên Hư Cung đánh mất, nhưng chiếc nhẫn đó 20 năm trước mới rời xa Thiên Hư Cung, cơ bản không thể nào được anh ta đeo đến đây 100 năm trước, nếu như vị thần mà bà ấy nói thực sự là Reno vậy thì chiếc nhẫn mà anh ta đeo trên tay chính là chiếc nhẫn thứ ba ngoài chiếc nhẫn trên tay tôi và chiếc nhẫn mà thiên hư cung đánh mất lưu xương xương cũng nói điều này có gì là lạ ông nội nói xà tộc cổ xưa đều đeo nhẫn sau khi xà tộc chết chiếc nhẫn trên tay tự nhiên trở thành báu vật mà con người tranh giành lẫn nhau chu tiểu an liền nghĩ nếu nói như vậy phái reno và tu viện tatut in đến trung quốc ít nhất cũng nắm giữ hai chiếc nhẫn xà thần tổ chức này giúp cuộc muốn làm gì đây bà già hỏi chu tiểu an xin hỏi thiên thần có điều gì sai bảo chu tiểu an giơ chiếc nhẫn lên và nói bà đã biết tôi là thiên thần thì cứ nói thật cho tôi biết một trăm năm trước thiên thần tóc vàng đến nơi này để làm gì mấy ngày gần đây anh ta có xuất hiện nữa không bà già trả lời nghe bà nội tôi nói thiên thần giáng xuống là để giúp chúng tôi thoát khỏi khổ nạn châu chấu từ đó trở đi không còn thấy xuất hiện nữa xin thiên thần mới cứ yên tâm từ sau khi gặp được các vị mọi lời tôi nói đều là thật chu tiểu an thẩm mỹ bà nội của bà gạt bà đó reno không phải đến phổ độ chúng sinh đâu nếu như bà ta không nói dối thì manh mối tìm kiếm lương đông đã bị mất lúc này lưu cảnh quan bực dọc hỏi bà không nói dối vậy ý bà là thiết bị theo dõi của chúng tôi nói dối sao bà già lập tức lắp bắp điều này đột nhiên có tiếng người hét lên bà ấy không nói dối bà già cũng giật mình sau đó hoảng hồn quay lại nhìn mẹ của đứa nhóc kia vội vàng dùng thủ ngữ nói với nó cái gì đó bà già nhắc nhở ba căn không được vô lễ trước mặt thiên thần chu tiểu an thản nhiên nói không sao cứ để cậu bé nói nốt đứa bé mũi thò lò in lặng một chút sau đó đưa một cái thiết bị ra và nói cái này cho các vị chu tiểu an nhìn thiết bị trên tay của nó rồi nghĩ một thiết bị đã bị hỏng tên tiểu tử này lấy ở đâu ra đây lúc này lưu cảnh quan tức giận hỏi ta biết là mấy kẻ khua môi múa mép như các người không nói thật đâu lão bà bà chẳng phải bà đã nói là ở đây chỉ có bà biết nói tiếng hán thôi sao bà già lại cứng họng điều này sau đó chừng mắt lườm thằng ôn con kia mai hiểu sảng lúc này xoa đầu thằng ôn con dịu dàng nói em tên là ba căn phải không đừng sợ bọn chị không phải là người xấu sẽ không làm hại bọn em đâu ba căn nghe xong khịt mũi người rồi nói người chị thơm quá thế là tên này cười đê tiện he he sau đó nó ôm lấy cặp chân giò nuột nà của Mai hiểu sảng, cô ta hoảng hồn hỏi, á, em tính làm gì? thằng ôn con kia được dịp hít hà chân giò của Mai hiểu sảng cười đắc ý, he he. hai vị cảnh quan tức giận hét lên, ngươi muốn làm gì? còn không mau thả cảnh sát Mai ra. Mai hiểu sảng vội vã can ngăn, không sao, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng nạt nộ cậu bé. Lưu phú quý bên này tức điên lên nghĩ, bà nội nó chứ, lại còn dám ôm bông hoa của ông mày, ông mày phải sống mái với nhà ngươi. sau đó tưởng tượng ra cảnh mình ôm đùi Mai hiểu sảng đôi chân ngọc ngà của hiểu sảng chắc chắn là vừa mềm vừa mịn cảm giác ôm vào nhất định cực đã trong lúc lưu phú quý còn đang chảy nước miếng thì một tiếng bốp vang lên thằng bé lập tức kêu lên ai ra hóa ra là chu tiểu an đã ký đầu thằng dê non này mai hiểu sảng liền nói tiểu an cậu sẽ dọa em ấy sợ chết mất chu tiểu an chừng mắt nhìn thằng ôn con kia ba căn chừng mắt nhìn lại sau đó hắn đe dọa anh bạn nhỏ quấy rối tình dục là một hành vi không văn minh đâu dựa theo luật pháp nước tôi là phải bị cắt của quý đấy mặc dù cái của quý của cậu vốn dĩ rất nhỏ nhưng vẫn sẽ rất đau mai hiểu sảng toát mồ hôi nói chu tiểu an cậu nói linh tinh cái gì vậy bên này chu tiểu an nghiêm giọng hỏi nói vào vấn đề chính thứ trong tay cậu làm sao cậu có được nó ba căn trả lời có một đêm bão cát nổi lên em ra ngoài đi tiểu nhìn thấy từ xa có ánh đèn liền lén bước qua xem thì ra vào buổi tối hai ngày trước ba căn đã phát hiện ra cách hang châu chấu thần chừng vài cây số có khoảng hơn 10 chiếc xe việt xã và một đám người ngoại thôn tiến đến cậu bé liều mình định hướng gió nhón chân bước qua núp sau một mỏm đá lén lút quan sát đám người kia cậu bé phát hiện trong trận cuồng phong mười mấy người trai tráng đang vây quanh một chiếc xe việt xã bánh xe của chiếc việt dã đó bị kẹt trong các không thể tiến lên được xung quanh chiếc xe giải rác rất nhiều chiếc vali vì tối đó tiếng gió rất to nên bọn họ đều không nghe thấy tiếng xe hơi bà ấy không nói dối bà già lúc này giật mình thì ra là như thế thiếu chút nữa là đổ oan cho bà ấy rồi đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong bên này mai hiểu sảng đang cà khịa lưu cảnh quan ngài sherlock holmes ngài nhìn thế nào thế lưu cảnh quan đánh chống làng ai ra ai ra đau đầu quá chu tiểu an hỏi thằng ôn con kia vậy về sau thế nào ba căn trả lời sau đó em đợi cho đám người đó đi rồi liền đi nhặt thứ bọn họ làm rơi dưới đất biết đâu lại bán được nhiều tiền thật không ngờ đám người đó ra khỏi xe lại chất toàn bộ hàng hóa lên xe báo hại em dầm xương ngoài này ăn đầy một bụng cát sau đó nó ném thiết bị định vị xuống chân chu tiểu an và nói dưới đất chỉ có món đồ bị vỡ này em cũng không biết vì sao lại bị bỏ lại các anh cần thì em tặng lại các anh đấy chu tiểu an thắc mắc không lẽ cái này chính là thiết bị theo dõi định vị Má cảnh quan cầm lên xem xét rồi xác nhận, "Chính xác, tôi đã từng thấy món đồ này rồi. Chúng tôi đã từng điều tra các vụ bắt cóc, bọn bắt cóc trước hết sẽ lén giấu thiết bị này dưới bộ phận cản trước của một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng, như thế sẽ rất dễ dàng nắm rõ hành tung của chủ xe, sau đó chớp thời cơ thực hiện vụ bắt cóc." Chu tiểu An nhận định, "Lần xe bị hư mấy ngày trước đã khiến tụi lương Đông phát hiện ra thiết bị theo dõi, trả trách tín hiệu của nó bị mất. Hai ngày sau, khi chúng ta đến nơi chiếc xe của bọn họ bị hư, vệt bánh xe đã bị gió cát che phủ." điều này sẽ tạo thành hiện trường giả vụ mất tích bí ẩn của họ mai hiểu sảng lại nói nhưng cũng tốt hướng bọn họ rời đi đã bị cậu bé này nhìn thấy chỉ cần có cậu bé ba căn chỉ dẫn chúng ta có thể tìm được tụi lương đông tôi nói đúng chứ tiểu an chu tiểu an cũng phải cạn lời thầm nghĩ làm gì đơn giản như cậu nghĩ chứ thấy mấy đứa kia đang nhắc đến mình ba căn lúc này làm cái bộ mặt đê tiện sau đó nó sung phong em có thể dẫn mọi người đi tìm đám người đó hai tiếng sau bầu trời dần sáng dưới sự chỉ dẫn của ba căn chúng tôi đã đến một nơi gọi là kênh đá đỏ Nơi này lại cách hang châu chấu không xa, chỉ có điều lái xe vào ban đêm rất chậm, lại có một số nơi cấm của người dân địa phương cần phải đi đường vòng, vì thế chậm trễ về mặt thời gian, Chu Tiểu An nhìn thấy ánh đèn xe cuối cùng biến mất trong thung lũng này, ba căn chỉ tay ra phía trước và nói, muốn tìm được bọn họ thì phải băng qua kênh đá đỏ. Chu Tiểu An hạ lệnh, mọi người đều mệt cả rồi, lại bị thương nữa, nghỉ ngơi ở đây chút đi, em đi lên phía trước xem có còn vết xe để lại không. Sau đó, Chu Tiểu An quay sang hỏi thằng ôn con kia, em chắc chắn bọn họ đi qua đây sẽ không nhầm chứ? Ba căn không nói gì mà chỉ liếc mắt lườm Chu Tiểu An một cái, sau đó nó cầu nhào, nếu như không tin thì tự đi tìm đi, em thật là không nên đưa mọi người đến cái nơi này, chẳng được lợi ích gì. Chu Tiểu An lại nghĩ, tên tiểu tử đáng ghét. 10 phút sau, Lưu Phú Quý vừa nấu nướng trên bếp dầu vừa hát, em là đóa hồng của anh, em là bông hoa của anh. Chu Tiểu An ngạc nhiên hỏi, anh béo, hiểu sảng mấy người họ đâu cả rồi. Lưu Phú Quý giải thích, bản chất bọn họ không thể sánh được với thi tộc chúng ta, vừa mới dựng lều xong thì đã ngủ mất tiêu rồi chu tiểu an nghe xong liền tiến về lều của ba vị cảnh quan kiểm tra hắn vé cửa lều ra nhòm chỉ thấy hai nam một nữ đang nằm ngủ như chết chu tiểu an thở dài ai không khiến mấy người đến mấy người lại muốn đến những chuyện xui xẻo còn chờ ở phía sau từ khi đeo chiếc nhẫn cổ này rất ít khi cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua một cách thần kỳ mặc dù sau khi đế tân rời đi tôi có một khoảng thời gian trở thành người bình thường thế nhưng sau khi ăn hồng sơn thi cổ của lưu sương sương rõ ràng cảm thấy tinh lực và sức chịu đựng của bản thân đã mạnh lên bên này béo lưu vẫn tiếp tục ăn mì còn thằng ôn con kia đang với với tay nói cái éo gì đấy chui tiểu an kéo ghế ra chỗ hai anh em họ lưu kéo thùng ngồi xuống cầu nhau mẹ kiếp đừng có ăn hết như thế để lại cho tôi chút chứ béo lưu lên tiếng tôi nói nhé tên nhóc ba căn đó có chút gì đó không đáng tin cái nơi khỉ gió này đến cái cọng lông người còn không có chúng ta đến tám phần là bị tên tiểu tử này lừa rồi trước khi nó dẫn chúng ta rời bộ lạc dùng ngôn ngữ của bọn họ thì thầm to nhỏ với bà già đó rất lâu mặc dù tôi nghe không hiểu được lời của bọn họ nhưng tôi cảm thấy phản ứng của Long bà bà không đúng, Chu Tiểu An vỗ vai Lưu Phú Quý rồi nói, người nên đến thì sớm muộn cũng phải đến, bọn họ là người sống, chúng ta là người chết, sợ cái quái gì chứ? Bên này, Lưu Xương Xương lại nói, lâu rồi không ăn tim người, buồn bực quá, sau đó trưng ra cái vẻ mặt thèm thuồng, Chu Tiểu An giật mình nghĩ, chết tiệt, tệ thật, cơn nghiện của Lưu Xương Xương lại lên rồi, sau đó hắn kéo áo Lưu Phú Quý và nói, tên béo chết tiệt, xem em gái ông kìa, nếu cô ta dám làm hại ba người đó tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Lưu Phú Quý trấn an cậu yên tâm người khác thì tôi không dám đảm bảo nhưng cô mai sẽ tuyệt đối an toàn chu tiểu an bật lại yên tâm cái bíp ba người đó một người cũng không được xảy ra chuyện lúc này thằng ôn con ba căn đã đi đến và nói tôi có ba việc liên quan đến mấy người các người có muốn nghe không lưu phú quý vừa ăn vừa cầu nhàu có gì thì nói đi không thì thôi thằng ôn con kia tối sầm mặt lại ba căn liền nói việc đầu tiên là ngoài đám người các ngươi muốn tìm còn có một đoàn lạc đà đã đi qua hang châu chấu thần người dẫn đoàn là một ông già còn có một cô gái tóc dài trông vô cùng thông minh xinh đẹp nghe đến đây chu tiểu an nhận định giang huyền yến chắc chắn là cô ấy không thể nhầm được đã lâu như vậy không liên lạc với cô ấy thì ra cô ấy cũng đến nơi này không lẽ cũng là để tìm kiếm tinh thành ông già dẫn đoàn lại là ai ba căn nói tiếp từ sau khi đoàn người đầu tiên đi qua ta liền để ý quan sát vùng đất đó quả nhiên sau một ngày lại có người đi qua gần đây hang châu chấu thần náo nhiệt vô cùng chu tiểu an lại hỏi bọn họ đi đâu rồi thằng ôn con kia lại nói đây chính là việc thứ hai liên quan đến các người chu tiểu an và lưu béo liền tỏ ra thắc mắc lúc này thằng ôn con ba căn đắc ý ném hòn đá ra hòn đá đập trúng vách đất thì nảy ra bên trong đó xuất hiện mấy bóng người tiếng lên đạn dọc 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 vang lên một đám người bịt mặt cầm ak 47 thò mặt ra đứng xung quanh thằng ôn con kia chu tiểu an giật hết cả nảy thằng ôn con kia cười nham nhở nói he he việc thứ hai chính là bọn chúng đã sang tây thiên rồi các người cùng chung số phận với bọn họ chu tiểu an lại nghĩ chết tiệt lại để cho tên béo lưu nói chúng rồi tên tiểu tử ba căn dẫn chúng ta đến nơi này chính là muốn thủ tiêu bỏ ta ông lưu ngũ đã từng nói với ta thi tộc cấp thấp chỉ cần tim bị hủy diệt thì sẽ chết còn thi tộc cấp cao cần cả tim và não cùng bị hủy diệt thì mới chết cấp bậc thi tộc càng cao thì mạng càng mạnh không biết ta bây giờ có thể kháng lại sức phá hủy của khẩu ak 47 này không thế là thằng ôn kia kia nói xì xà xì xô với đồng bọn sau đó chỉ vào chu tiểu an chu tiểu an thầm nghĩ hả tên thỏ đế này quả nhiên vẫn còn ôm hận ta gõ vào đầu hắn lập tức có hai thằng cầm ak 47 bắn liên thanh bằng 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 nhưng chu tiểu an đã lăn lộn né đạn xoạt 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 chu tiểu an cứ thế né đạn ảo diệu như phim ma trận mấy thằng kia vẫn cứ bắn loạn xạ vỏ đạn 7,62 x 39 mm cứ thế rơi thành đống chúng nó trố mắt lên mà nhìn tiếng súng tiếp tục vang lên bằng 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 nhưng chu tiểu an né bằng sạch ba căn lúc này toát mồ hôi thầm nghĩ, sao có thể động tác còn nhanh hơn nạn? không lẽ trên thế giới này thực sự có thiên thần hay sao lúc này bọn kia đã bắn hết đạn chu tiểu an đứng lại hình bóng dần dần xuất hiện trong làn khói bụi hắn đứng tạo dáng một hồi sau đó mặt tối sầm lại tiếp theo là đi gặp chị huệ 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 chỉ thấy hắn nôn thốc nôn tháo lưu xương xương che miệng cười khúc khích chu tiểu an quay về phía hai anh em lưu xương xương và lưu phú quý lúc này vẫn chưa hết hoa mắt hắn thấy hai người thành sáu người chu tiểu an say sẩm mặt mày thầm nghĩ lưu xương xương nha đầu chết tiệt mi cứ đợi đấy lại dùng chiêu khống chế cơ thể đạn ẩn vào trong rồi cả người sắp bị mi làm cho dã rời rồi lưu xương xương lại nghĩ đúng là quá kém người ta còn muốn anh oai phong thêm chút nữa đột nhiên một tiếng súng vang lên một tên đã bị bắn lủng sọ hắn đổ vật xuống đất trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn thằng ôn con ba căn quay ngoắt nhìn về phía sau đám chu tiểu an cũng quay đầu nhìn lại thì ra là cảnh sát mã đã nổ súng mấy tên kia xì xà xìa sổ với nhau rồi bóp cò lia lịa những tiếng súng lại vang lên mã cảnh quan vừa bắn vừa nghĩ tôi tên là mã dũng là một cảnh sát hình sự nói thực hơn 20 năm qua tôi chưa bao giờ dũng như thế này anh ta bắn liên tiếp hai phát bằng bằng trước lúc chết phải xứng đáng với cái tên mà ba mẹ cho bên này hai tên kia đã bị hai viên đạn xuyên lủng sọ chúng nó hự hự lên hai tiếng rồi đổ vật xuống đất thấy đạn đối phương đã bắn về phía mình mã dũng nhắm mắt chịu trận trong giây phút cái chết cận kề mã dũng nhìn thấy quang cảnh của đài liệt sĩ hắn thấy các vị đồng nghiệp đã hy sinh vẫy tay chào mình họ đều nở nụ cười trên môi rồi nói tiểu mã à chúng tôi đã đợi anh lâu lắm rồi đừng sợ chúng ta làm cảnh sát hình sự khó cảnh tránh khỏi có ngày này không phải buồn làm gì người thì ai chẳng phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi hình ảnh vòng hoa có mấy chữ trên đó hiện lên công an vì dân mà hy sinh chết đi nhưng linh hồn còn mãi các vị đồng nghiệp mời gọi đến đây tiểu mã mã dũng ngẩn người sau đó những âm anh đạn găm vào người và găm vào kim loại vang lên mã dũng ngạc nhiên hỏi đây là âm thanh gì tại sao tôi không thấy đau chút nào cả thì ra là chu tiểu an đã dùng da rắn bọc vào hai cánh tay hắn đồng thời che trước tim và não đạn bắn vào vảy rắn thì bật ra ngoài hết cả còn những chỗ khác thì bị xuyên vào những tiếng tang 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 không ngừng vang lên chu tiểu an lúc này đã bị bắn lủng lỗ chỗ trên người chu tiểu an đau đến há mùm mà không dám kêu mẹ kiếp đau chết mất vẫn may vảy rắn có thể bảo vệ tim và não mấy tên kia lại đần mặt ra với nhau hết cả sau đó chúng nó lại xì xà xì xồ với nhau chu tiểu an thản nhiên nói với bọn kia ồ các ngươi đánh ta đau quá đấy tên nào không muốn chết thì bỏ súng xuống cho ta mã dũng thầm nghĩ đạn đều bị hắn ta chặn rồi tên tiểu tử này rút cục có phải người không vậy bên này lưu phú quý đang núp sau lưng lưu sương sương nói mẹ kiếp tên tiểu tử này càng ngày càng lợi hại sau đó hắn ngẩn người hỏi em gái mình không lẽ vừa rồi cũng là em khống chế hắn sao lưu xương xương trầm mặc không nói gì cô ta thầm nghĩ đáng ghét vừa rồi mình đâu có để anh ta đi cứu người chỉ trong phút chốc anh ta đã thoát được khỏi sự khống chế của mình hơn thế nữa còn rút được ra giáp bảo thần xà mấy tên kia lập tức lên tiếng ngài đúng là thiên thần chúng tôi xin đầu hàng xin hãy tha cho chúng tôi đừng giết chúng tôi nói rồi đồng loạt bỏ súng xuống, xuống thằng ôn con ba căn lại nói các ngươi đang làm cái gì thế cầm súng lên lúc này một tên tháo bịt mặt ra và nói với thằng ôn ba căn đều tại ngươi xúi dục long bà bà khiến cho bà ấy có tạp niệm tranh đoạt thần giới bọn ta không thể giết thần được chu tiểu an lúc này mới vỡ lẽ ra thì ra chuyện là như vậy đột nhiên những tiếng phập 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 phập, phập vang lên đầu của mấy tên này đã bị xuyên thủng thì ra chính là lưu xương xương động thủ một tên cố sức hỏi chẳng phải nói là bỏ súng xuống thì có thể sống sao nhưng mà lưu xương xương đã thu năm ngón tay về chu tiểu an đứng hình thằng ôn con ba căn sợ hãi bỏ lùi về phía sau Chu Tiểu An tức giận hỏi, Lưu Sương Sương, cô đang làm cái gì thế hả? Mã Dũng lúc này mới hoảng hồn nghĩ, ngón tay của nha đầu này bị sao vậy? Bọn trẻ bây giờ có thể bình thường một chút được không? Bên này, Lưu Sương Sương đã thẻ lưỡi liếm máu dính trên ngón tay. Lưu Sương Sương khoái chí nói, giết người chứ sao? Đơn giản như thế mà cũng không nhìn ra à? Chu Tiểu An lại hỏi, bọn họ đã đầu hàng rồi, cô hạ thủ cũng quá tàn nhẫn đi. Đột nhiên, hắn mới nhớ ra trên người còn có đạn AK, thế là cơn đau chuyển tới. A à, đau quá, Lưu Sương Sương nhắc nhở anh rút viên đạn trong cơ thể mình ra trước đã rồi nói tiếp mấy người kia làm anh bị thương ra nông nỗi này chết cũng đáng chu tiểu an thầm nghĩ một cô bé mười mấy tuổi đầu lại có thể giết người một cách lạnh lùng như vậy kỹ năng thọc ngón tay xuyên qua cơ thể người thực sự nhanh đến mức đáng sợ phải rồi mình lại quên mất là cô ta và tên béo lưu không giống nhau tên béo lưu là sau 20 tuổi ăn thi đan mới trở thành thi tộc còn cô ta là thi tộc bẩm sinh từ khi sinh ra đã ăn sâu tư tưởng con người là thức ăn rồi bởi vậy trong mắt cô ta con người chẳng khác nào xúc vật bên này Thằng Ôn Ba Căn vẫn còn chưa hoàn hồn, nó tối sầm mặt lại nghĩ, tất, tất cả đều bị giết rồi, người chết tiếp theo không phải là mình chứ? Lúc này, ngón tay của Lưu Sương Sương đã vươn dài ra, chĩa thẳng vào đầu Ba Căn. Thằng Ôn con này khẩn khoản cầu xin, "Đừng giết tôi, tôi sai rồi, xin các người tha cho tôi đi." Lưu Sương Sương ngoắc ngón tay rồi nói, "Đâm từ nốt ruồi giữa hàng lông mày của ngươi nhé." Ba Căn sợ đến tái mặt chảy nước mắt, sau đó gào lên, "Tôi vẫn còn hữu dụng với các người mà, tôi có thể làm dẫn đường cho các người." Lưu Phú Quý nói với em gái mình, tên tiểu tử này vẫn còn chút giá trị, cứ giữ nó lại trước, để lúc chúng ta đói thì còn có cái ăn. Nghe đến đây, ba can thấy có một dòng nước ấm nóng, tuôn chảy ra khỏi quần. Đến khi thấy có mùi khai thì mới biết mình vãi ra quần. Lưu Sương Sương cũng thu ngón tay lại. Lưu Phú Quý lúc này đã tiến đến trước mặt thằng ôn con ba can nói. He he, còn không mau quỳ xuống cảm ơn ông béo ta tha tội chết cho người. Tè cả ra quần rồi, đúng là cái đồ sợ chết. Bên này, máu trên người Chu Tiểu An vẫn đang chảy xuống. Đồng thời chiếc áo cũng rơi là tả xuống đất. Những chiếc vảy rắn cũng đang rơi xuống chu tiểu an nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn thắc mắc rút cục làm sao để gắp viên đạn đó ra đây sau đó hình ảnh của liễu viên viên hiện ra cô ta đẩy được viên đạn ra ngoài lần trước hỏi hạ liễu viên viên cách làm thì tốt rồi chuyện này đúng là chả vui chút nào thế là chu tiểu an bắt đầu vận công chuẩn bị biến hình À không hắn đẩy đạn ra ngoài thế là những đầu đạn ak cứ thể được đẩy ra chu tiểu an đánh giá không hổ là cơ thể của thi tộc chỗ lỗ đạn đã ngưng chảy máu bắt đầu từ từ lành lại may có cô ta nhắc nhở không thì lại phải lấy dao khoét viên đạn ra bên này mã dũng đang sờ 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 khắp người chu tiểu an chu tiểu an thấy tên này sờ mó khắp người thì đỡ ra sau đó mới gào lên cảnh sát mã anh làm cái gì để ớ giữa thanh thiên bạch nhật lại dán sàm sỡ thiếu niên đẹp trai như tôi sao mã dũng kinh ngạc không nói lên lời sau đó mới nói vết thương mà lại lành lại nhanh như vậy cậu chính là thi tộc mà cảnh sát mai trước đây có nói tới đúng chứ mã dũng nhớ lại lời của mai hiểu sảng nói người bình thường thả bom xì hơi không thể có màu tím được chẳng lẽ anh ta là thi tộc chu tiểu an liền nói chuyện đã đến nước này cũng không cần phải giấu anh nữa hai anh em họ cũng là thi tộc mã dũng hoàng hồn thật không dám tin tôi không phải đang mơ chứ chẳng trách cục 107 cử anh làm tổ trường tổ hành động trước đây là tôi đã coi nhẹ anh vừa nãy anh đã cứu tôi mã ca này nợ anh một cái mạng chu tiểu an cũng nói anh cũng rất lợi hại mà vừa rồi súng nổ đầy đầu không hổ là tiểu mã ca bản sắc anh hùng thế là hắn cười phá lên ha ha hiểu lầm trước đây giữa hai huynh đệ ta coi như bỏ đi từ nay về sau chúng ta sẽ tương trợ lẫn nhau thi tộc cũng quá lợi hại đi đội ngũ này có chúng ta chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua. Hơn thế nữa, có được thi tộc đất nước chúng ta, sẽ mau chóng có thể trở thành cường quốc số một thế giới. Chu Tiểu An lúc này lại nói, thực ra thi tộc là tộc ăn tim người đó. Mã Dũng lúc này mới hoảng hồn, đừng có trêu tôi, tim người, sao có thể, ăn à. Vừa nói xong Mã Dũng đã nhìn thấy Lưu Sương Sương đang ăn tim của mấy tên kia. Hắn hoảng hồn la lên, a a há, ôi trời, cô ấy đang làm gì vậy? Bên này, Mai Hiểu Sảng mới ngáp ngắn ngáp dài bỏ ra, các anh sao mà ổn thể chứ? Mai Hiểu Sảng nhìn sang Chu Tiểu An rồi giật mình nói: "Chu Tiểu An cậu chảy máu rồi kìa, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, những cái xác này là?" Bên này, vẫn đang thấy Lưu Sương Sương cầm quả tim gặm ngon lành. Mai Hiểu Sảng hoảng hồn, Mã Dũng lắp bắp nói: "Có, có thể tôi vẫn không dám tin, sau khi chúng ta xuất phát trên đường đi cô ấy chẳng phải rất bình thường sao?" Chu Tiểu An giải thích: "Thi tộc mắc chứng nghiện tim người và chứng nghiện chất độc gần ngang nhau, trong một khoảng thời gian sẽ phát tác, chứng nghiện chất độc đã nhiễm rồi là muốn hít khí độc, chứng nghiện tim người đã nhiễm rồi là muốn ăn tim người." bây giờ tôi cũng giống như bọn họ nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ bị phát tác chứng nghiện tim người mã dũng lúc này đã hoảng hồn chu tiểu an lúc này cũng nói đã nói từ sớm là không muốn đi cùng mấy người bây giờ lái xe trở về vẫn còn kịp đó mai hiểu sảng lúc này cũng hoảng hồn nhớ lại lúc bạch lạc nói với mình chỉ có trái tim của người đẹp là thơm ngọt nhất chu tiểu an lúc này quay đi rồi nói xin lỗi trước đây tôi đã không nói cho mọi người biết sự thật nhưng mai hiểu sảng đã kiên định nói tôi không muốn quay về chu tiểu an nghe xong cũng bị giật mình mai hiểu sảng nói thêm tôi tin cứ cho là tiểu an sẽ trở thành thi tộc thì cũng sẽ không giống với bọn họ chu tiểu an lại nói tôi biết là có nói thì cô cũng sẽ không nghe tóm lại ba người chúng ta nếu một ngày nào đó mất kiểm soát thì cô cứ bóp cò bắn vào đầu và tim chu tiểu an thở dài bỏ đi rồi nói ai nói ra nhẹ nhõm hơn nhiều mai hiểu sảng đứng hình gọi thầm tiểu an mai hiểu sảng lại nghĩ đồ ngốc rõ ràng tối qua còn thay mình chặn vụ tấn công của bầy châu chấu tôi mới không tin cậu sẽ trở thành người xấu dọa được ai chứ lưu phú quý nói với thằng kia thật sự nhì không ra cậu tuổi còn nhỏ mà tim lại thâm độc như thế. Thằng ôn con kia bắt đầu mè nheo khóc lóc, không thể trách tôi được, đều do long bà bà sai khiến tôi thôi. Chu Tiểu An tiến đến và hỏi, cậu nói đoàn người cưỡi lạc đà bị các cậu giết hại, có thật không? Ba căn lại gào mồm lên khóc, tôi nói thật thì các anh sẽ tha cho tôi phải không? Tôi mới 12 tuổi thôi, oa oa oa. Chu Tiểu An liền hỏi đồng bọn, anh béo, có phải là tim trẻ con ăn rất ngon không? Lưu Phú Quý khẳng định, đương nhiên rồi, đặc biệt là tim trẻ con. Nghe xong, ba căn lại vãi ra quần lần nữa gào lên. Tôi nói, tôi nói, những người đó bây giờ sống hay chết tôi cũng không rõ, mấy ngày trước bị bọn ta quăng vào hố chôn người chết rồi, tên nào mạng lớn có lẽ vẫn còn thoi thóp. Chu Tiểu An lại nói, nếu là như vậy thì Giang Huyền Yến bọn họ đang gặp nguy hiểm. Lưu Béo cũng ngạc nhiên hỏi, Giang Huyền Yến cô ấy cũng tới sao? Chu Tiểu An lúc này đã thẩm vấn, hố chôn người chết mà ngươi vừa nói là ở đâu? Mau dẫn hai người chúng tôi đi. Thằng Ôn Ba can chỉ về phía xa và đáp, không xa, ở trong kênh đá đỏ. Chu Tiểu A nhìn về phía xa rồi nghĩ, Giang Huyền Yến Lần này tôi coi như có thể tìm được cô rồi. ĐOTN Hiên, mắt của Chu Tiểu An mờ dần. Chuyện gì thế này? Hắn thầm nghĩ, không lẽ lại phải giống như phép lạ lần trước sao? Không muốn, không muốn ngủ đâu, tôi muốn đi cứu Giang. Huyền, thế là hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự trong sự ngỡ ngàng của Quý Béo. Sau đó, cả bọn cùng nhau bu đến hỏi han, Chu Tiểu An, anh sao rồi? Mang nước lại đây, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh lại đi. Chu Tiểu An cố gắng mở mắt ra, nhưng tầm nhìn bị tối lại, cuối cùng là tối thui. Trong đầu Chu Tiểu An vang lên những tiếng bước chân vội vã của Mai Hiểu Sảng bịch 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 cô ta vừa chạy vừa thở dốc phù phù sau đó mai hiểu sảng trẹo chân tiếp theo là ngã lăn ra đất cô ta thở phù phù sau đó hoảng sợ nhìn lên á à, đừng có qua đây xin anh đấy đừng nhưng một bàn tay đã chụp vào ngực cô ta một tiếng bọc vang lên chu tiểu an đã móc tim mai hiểu sảng ra ngoài mai hiểu sảng trừng mắt lên nhìn chu tiểu an lạnh lùng nhìn cái xác của mai hiểu sảng thấy trái tim vẫn còn đập trên tay thình thịch thình thịch hắn há miệng đưa lên làm một miếng ngon lành vẻ mặt vô cùng sung sướng chu tiểu an vùng dậy hắn ôm đầu thở dốc mẹ kiếp sợ chết mất thì ra là một cơn ác mộng tự nhiên lại mơ đến mình đang ăn tim của mai hiểu sảng lại còn vị rất ngon nữa sau khi bị thi hóa lần đầu tiên mơ kiểu này không lẽ là dấu hiệu của chứng nghiện tim người sao chu tiểu an ngơ ngác thấy mình ở trong xe hắn thầm nghĩ những người khác đâu sao lại chỉ có mình mình trong xe thế này trời vẫn còn sáng rút cục mình đã ngủ bao lâu rồi mấy tiếng hay mấy ngày chu tiểu an nhìn ra phía ngoài và nói chết tiệt bên trong này là bão cát sa mạc chỉ thấy hai chiếc suv của đám chu tiểu an đang chìm trong bão cát chu tiểu an thắc mắc rút cục trong khoảng thời gian mình ngủ đã xảy ra chuyện gì những người khác đi đâu cả rồi đột nhiên cửa xe được mở ra tiếng thở dốc truyền tới phù phù sau đó là một bàn tay thò vào bên trong bên này đám người mai hiểu sảng và lưu phú quý đang đi theo thằng ôn con ba căn đi vào hang động trong động này có những con rắn to tổ bố cảnh sát lưu còng tay mình với thằng ôn con kia nhìn thấy rắn hổ mang lưu phú quý nhắc nhở mấy người đằng sau đi sát vào trong hang này rất nhiều lối đi bộ đàm cũng không dùng được đừng đi tản ra lưu phú quý đắc ý cười thầm hề 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 mình coi như có cơ hội thể hiện trước mặt mai tiểu thư rồi mã dũng nói nhỏ vào tai mai hiểu sảng hiểu sảng tôi vẫn cảm thấy đợi đội trưởng tỉnh lại rồi cùng đến thì sẽ an toàn hơn mai hiểu sảng ngạc nhiên hỏi dô, bây giờ đã thay đổi cách gọi đội trưởng rồi ha chúng ta đi cứu người không được chậm trễ dù chỉ một giây đợi cậu ấy tỉnh lại thì không kịp nữa rồi lưu phú quý chỉ vào mặt mình và nói tôi nói này lão mã ông không thể coi thường lão béo lưu tôi được tôi với tiểu an là bạn học cũ chiếc nhẫn trên tay cậu ta là tôi đưa cho nếu không thì cậu ta đâu thể có khả năng như hiện nay. Các anh chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của tôi, bảo đảm các anh sẽ bình an vô sự. Từ bây giờ trở đi, tôi chính là phó đội trưởng Lưu. Bên này, cảnh sát Lưu đang mắng chửi thằng ôn con. Thẳng oát con mi thành thực hộ ta chút đi. Nếu không phải lúc đó lão tôn ta ngủ say như chết, thì đã bắn cho ngươi một phát từ lâu rồi. Chỉ thấy thằng ôn con này lừ mắt không nói gì. Cảnh sát Lưu cáo tuyết đá đít nó một cái. Mẹ kiếp mày bị điếc đi có nghe thấy không? Thằng ôn con kia hét ầm lên. Ai ra? Tôi biết sai rồi mà. Cảnh sát Lưu gửi lạnh hừng đừng cho rằng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì loại trẻ con đầu gấu như ngươi lớn lên cũng chỉ là thứ tai họa thằng ôn con kia vẫn trầm mặc không nói gì mã dũng lúc này lại nói tiểu lưu thôi đi mau để nó dẫn đường cho chúng ta phía trước rút cục còn bao xa nữa cảnh sát lưu hô lên rõ anh mã hỏi ngươi đó nói mau ba căn trả lời các người đi chậm quá còn phải đi thời gian một bữa cơm nữa cảnh sát lưu lại hỏi còn xa thế sao lưu phú quý thấy mai hiểu sảng đang lau mồ hôi thì tỏ ra ga lăng cô mai à nếu như cô mệt rồi thì mang túi đây tôi đeo cho. Mai hiểu sảng từ chối, không sao, tôi vẫn xách được. Thế là cô ta phăng phăng đi trước, đi được vài bước, Mai hiểu sảng đột nhiên khựng lại, cô ta kinh hãi nhìn xuống, sau đó hét toáng lên, a a a a, hai vị cảnh sát lại còn nghe thấy vội hỏi, sao vậy? Mai hiểu sảng trả lời, không sao, vừa nãy không cẩn thận dẫm phải một bộ xương, thế là béo lưu được dịp thể hiện, đá văng cái đầu lâu rồi hét lên, cút bà mày đi. Sau đó hắn tận dụng cơ hội khoác vai Mai hiểu sảng và nói, đừng sợ, có tôi rồi lão diêm vương có đến đại gia lưu ta cũng sẽ không để hắn động được vào một cọng tóc của cô đâu sau đó lại thích trí khen ngợi tóc cô mai đẹp thật đó mai hiểu sảng bên này thầm nghĩ bạn học của tiểu an thật tuyệt vời lúc này mã dũng lên tiếng hỏi à phó đội trưởng lưu lát nữa phải xuống hố cứu người dây dù trong túi của anh có đủ dài không lưu phú quý khẳng định yên tâm dây dù chắc chắn đủ dài chẳng phải chỉ là cái hố thôi sao có thể sâu bao nhiêu chứ bên này mai hiểu sảng cũng thoát được con dê già lưu phú quý nghĩ phù cũng may có lão mã đột nhiên Lưu Phú quý ngẩn người. A, à, không đúng, dừng chút đi. Cảnh sát Lưu ngạc nhiên hỏi, lại sao vậy? Thằng ôn con kia cũng bị giật mình. Béo Lưu lúc này tiến đến và hỏi, ta nhớ là trước khi đám người cầm súng đó đi ra, ngươi đã nói có ba việc liên quan đến bọn ta, nhưng ngươi chỉ nói hai việc trước. Vậy việc thứ ba là gì? Thằng ôn con ba căn kia liền nghĩ, hừng, người y như con lợn, mà trí nhớ lại tốt thế chứ. Có nói cho các người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì cả đời các ngươi cũng đừng mong ra được khỏi nơi này. Tên này khịt mũi rồi nói, ô, cái đó hà? thực ra gần hang châu chấu thần luôn lưu truyền một truyền thuyết về lăng mộ vũ vương mai hiểu sảng ngạc nhiên hỏi vũ vương vũ vương nào thằng ôn con kia trả lời còn có thể là ai nữa chính là cái ông chu vũ vương của phạt trụ dựa theo truyền thuyết thì sau khi ông ta chết không chôn ở lãnh địa họ chu mà chôn ở sa mạc gobi này thêm nữa điều thần kỳ hơn là long bà bà nói lăng mộ của ông ta không nằm trên mặt đất mà ở trên trời lúc này cả bốn người đều có chung một đáp án thiên cung tinh thành chuyển cảnh bên này lưu Sương Sương đã chui vào xe và thở dốc phu phu phu. Sau đó ném một túi đồ ăn nước uống xuống ghế, cuối cùng là đóng cửa cái rầm và hỏi Chu Tiểu An, anh tỉnh rồi à? Chu Tiểu An ngạc nhiên hỏi, sao lại là cô, những người khác đâu? Lưu Xương Xương không nói gì, mà chỉ vặn mở chai nước, đưa lên miệng tu ừng ực, cô ta uống xong lau nước trên miệng rồi nói, vừa mới vào trong xe cảnh sát tìm nước, xém chút là bị gió cuốn đi, trong quần áo đều là cát. Chu Tiểu An vội vã hỏi, này, trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Lưu Xương Xương tỏ ra thiếu kiên nhẫn đáp, Chu Tiểu An, tôi cảnh cáo anh đừng cho rằng anh dùng được giáp bảo thần xà là giỏi lắm anh đã ăn hồng sơn thi cổ của tôi rồi thì cả đời phải làm đầy tớ cho tôi làm gì có đầy tớ nào thô lỗ với chủ nhân như thế lúc này lưu sương sương đã kéo khóa chiếc áo khoác ra chu tiểu an thẩm mỹ nha đầu chết tiệt món nợ trước đây vẫn còn chưa tính với cô đâu lão tôn coi trọng ông cô mới không thèm gây sự với cô thôi lưu sương sương vừa cởi áo vừa nói ba tiếng trước bọn họ đã áp tải ba căn vào kênh đá đỏ để tìm đoàn lạc đà rồi khi đi thời tiết vẫn còn đẹp chẳng được bao lâu thì nổi trận bão cát Chu Tiểu An mới giật mình nghĩ, 3 giờ đồng hồ, mình ngủ lâu thế sao? Sau đó mới nhớ ra chuyện quan trọng thế là vội vàng hỏi, Mai Hiểu Sảng cũng đi rồi sao? Lưu Sương Sương quay lại phía sau trả lời, còn phải hỏi ư, cô bạn đó của anh mắc bệnh thánh mẫu, nói cái gì mà cứu người còn quan trọng hơn thám hiểm. Hai ông cảnh sát kia khuyên cô ta lâu lắm, cuối cùng lại phải theo cô ta. Chu Tiểu An liền hỏi, vậy sao cô không đi cùng với bọn họ? Lưu Sương Dương đáp, tôi phải ở lại trong anh mà, phòng khi anh đang ngủ, cho cháu lại đến thì làm thế nào? hồng sơn thi cổ của tôi không thể nuôi châu chấu chu tiểu an lúc này vác bộ đàm ra gọi alo alo nghe thấy thì làm ơn trả lời đi lưu xương xương cầm điện thoại lên rồi nhắc nhở vô dụng thôi sau khi xảy ra bão cát thì đã không thể liên lạc với bọn họ yên tâm đi có anh tôi bảo vệ cô ta rồi mà chu tiểu an liền nói tôi với anh cô làm bạn bao nhiêu năm còn không biết anh ta sao việc gì dễ thì lên đầu tiên có gì nguy hiểm thì chạy đầu tiên lưu xương xương nếu mai hiểu sảng xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho hai người đâu lưu xương xương bật lại liên quan gì đến tôi chu tiểu an bực mình quát lúc đó chẳng phải là cô khống chế tôi khiến tôi dẫn cô ấy đến cái nơi quỷ quái này sao lưu xương xương thừa nhận hừm, không sai lưu xương xương tôi chính là thấy khó chịu với loại người như mai hiểu sảng lúc đó để anh đồng ý với cô ta cũng là muốn để cô ta nếm mùi đau khổ chút thôi chu tiểu an nghiến răng quát cô tôi ra ngoài tìm bọn họ trở về sẽ tính sổ với cô lưu xương xương bật lại tiểu an anh điên rồi bên ngoài bão cát lớn lắm đó chỉ cần từ trong xe đi ra thì sẽ bị bão cát trôn sống kể cả là thi tộc cũng chẳng còn mạng đâu chu tiểu an kiên định nói tôi chết hay không không cần cô lo đột nhiên cánh tay mở cửa của chu tiểu an mất khống chế sau đó chu tiểu an đưa hai tay lên đầu làm hình trái tim hắn gào lên cô làm cái gì thế làm gì mà để tôi làm động tác này lưu xương xương lạnh giọng đáp rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt ngoan ngoãn theo tôi vào trong xe đợi bão cát rừng đã một tiếng sau bão cát mỗi lúc một nhiều chu tiểu an tức giận hỏi chơi đủ chưa đổi tư thế khác có được không lưu xương xương làm mặt đắc ý rồi nói nhưng mà làm thế này đợi tiếp cũng thật là nhàm chán chu tiểu an đánh hơi được mùi nguy hiểm hỏi cô muốn làm cái gì cười muốn lạnh cả người lưu xương xương phán một câu xanh dờn tôi cứ luôn muốn xem xem con trai bắn máy bay như thế nào chu tiểu an đứng hình sau đó gào lên cô bị biến thái à lưu xương xương mau dừng lại tôi nói rồi đó sau đó chuyện xảy ra thế nào ai cũng biết không cần mô tả bên này lưu phú quý hét lên vô lý lưu ra chúng ta mặc dù xét về mặt tổ tiên là có thủ oán với chu vũ vương cơ phát nhưng cụ cơ phát suy cho cùng vẫn là tổ tiên của dân tộc hoa hạ sao có thể chôn ở địa bản man di mọi rợ của các ngươi được thêm nữa cụ cơ phát năm đó định đô ở cảo kinh gần tây an ngày nay phải vận chuyển thi thể từ tây an đến biên giới giữa mông cổ tận mấy trăm cây số thì thi thể đã giữa hết rồi cảnh sát lưu cũng chen mồm vào cái đó tôi chính là người tây an lưu phú quý nhắc nhở đừng có ngắt lời tôi còn chưa nói hết nói thật cho anh biết lưu ra chúng ta mấy trăm năm qua vẫn luôn tìm kiếm lăng mộ vũ vương nhưng lăng mộ quốc vương thời xuân thu trước đây đều không được đánh dấu không thể tìm được bất kỳ dấu hiệu nào trên mặt đất bởi vậy mấy nghìn năm qua vẫn là ẩn số không thể lý giải một đứa nít danh như ngươi thì biết cái giống gì ba căn khẳng định tôi không có nói láo ý của xa cách ba chính là người coi mộ long bà bà nói sở dĩ thế hệ chúng tôi sống ở sa mạc gobi là để trông coi mộ cho tổ tiên lưu cảnh quan ngạc nhiên hỏi tổ tiên mai hiểu sảng cũng ngạc nhiên hỏi ý của cậu không lẽ là nói ba căn làm ra vẻ thần bí trả lời chu vũ vương chính là tổ tiên của người xa cách ba mã dũng nghe xong thì đứng hình lưu béo nhận định mẹ kiếp càng nói càng vô lý mai hiểu sảng cũng tỏ ra nghi ngờ có nhầm không vậy sách lịch sử của chúng tôi không viết như vậy chu thiên tử không thể nào là người nước ngoài được thế là cảnh sát lưu lại đá đít thằng ôn con ba căn mẹ mày chứ lại còn dám nhận bừa tổ tiên xem ta có đá chết ngươi không đột nhiên mã dũng lên tiếng đợi chút tôi đã từng đọc giã sử có một học thuyết nói rằng người họ chu vốn dĩ là dân du mục của vùng tây bắc có mối quan hệ mật thiết với tây nhung ý chỉ bộ lạc phương tây trong trung quốc cổ đại thậm chí có người nói tổ tiên của cơ phát chính là một chi của tây nhung Cảnh sát Lưu ngạc nhiên hỏi, anh Mã, anh sao thế? Mấy lời vớ vẩn tên tiểu tử này nói mà cũng tin ư. Mã Dũng Vân Vê điếu thuốc rồi trả lời, đó chỉ là một cách nói thôi mà, tôi cũng không dám tin. Nhưng lịch sử là do con người viết, có khả năng là giả. Thời gian lưu truyền càng dài thì khả năng bị người ta xuyên tạc càng lớn. Đừng nói cách lịch sử mấy nghìn năm. Sau đó hắn châm lửa, đốt thuốc nói tiếp, hồ sơ trong kho lưu trữ của cục chúng ta mấy năm trước. Ai dám đảm bảo 100% đều là sự thật. Cảnh sát lưu cũng do dự, cái này còn mai hiểu sảng nhất thời câm nín cảnh sát lưu gãi đầu nói tiếp sự hoài nghi của anh mà tôi tán thành nhưng có một số chuyện chúng ta không thể nghi ngờ một cách mù quáng cứ coi như chưa từng nhìn thấy chiếc ga trải giường nhăn nhúng của bố mẹ thì tôi cũng biết mình là do họ sinh ra tổ tiên của bản thân mỗi chúng ta nào có thể nghi ngờ bừa được anh nói xem có phải không anh béo lưu phú quý nhận định trước hết đừng quan tâm đến vấn đề tổ tiên nữa ngươi vừa nãy nói rằng lăng mộ vũ vương ở trên trời ư điều này là như thế nào thằng ôn con ba căn đột nhiên cười phá lên hư 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 ha 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 cảnh sát lưu tức giận hỏi mi cười cái giống gì ba căn lại nói đừng có giả vỡ nữa các người chạy xa như thế chẳng phải là muốn tìm một tòa thành trên trời sao mai hiểu sảng ngạc nhiên hỏi sao cậu biết chúng tôi đâu có nói với cậu về chuyện thiên cung tinh thành thằng ôn con ba căn trả lời lúc đám người đó nói chuyện tôi là người đến sớm nhất đã nghe lỏm được hừng quả nhiên mục đích của các người giống nhau lưu phú quý nhận định tên tiểu tử nhà ngươi thật là danh ma ba căn hừ lạnh rồi nói hừng đừng coi thường con nít mai hiểu sảng lúc này ngậm đèn pin trong miệng bắt đầu ghi chép truyền thuyết thiên cung tinh thành trùng khớp với truyền thuyết lăng mộ vũ vương là sự trùng hợp hay thực sự có liên hệ với nhau chu vũ vương thực sự là tổ tiên của ngoại tộc sao bất luận chúng ta cách đáp án vẫn còn rất xa nhưng tôi nhất định phải tìm được nó sau đó đoàn người tiếp tục bước đi trong hang tối tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân phát ra cộc 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 cảnh sát lưu nói với thằng ôn con kia đợi lát nữa cứu xong người ngươi phải dẫn chúng ta đi tìm thiên cung tinh thành đấy ba căn bật lại não anh có vấn đề à tôi đã nói là đây chỉ là một truyền thuyết đương nhiên không biết thiên cung tinh thành rút cục ở đâu rồi cảnh sát lưu nghe xong tức lộn ruột quát khốn kiếp tên tiểu tử này lại ra vẻ nữa cơ đấy nói rồi hắn nhéo tai thằng ôn con này ba căn gào lên như heo chọc tiết ai cảnh sát lưu chỉ vào đầu ba căn và nói dù sao thì ngươi cũng đã nói cho bọn ta những gì mà ngươi biết đợi bọn ta cứu người xong rồi thì ngươi cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì với bọn ta nữa mã dũng nhắc nhở đừng nói nữa chúng ta mau lên đường thôi cảnh sát lưu lập tức nghe lệnh rõ lúc này thằng ôn con ba căn đắc ý tặc lưỡi chật 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 sau đó nó nở nụ cười đê tiện đoàn người của Mai Hiểu Sảng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đột nhiên, thằng ôn con ba căn dừng lại và nói, chúng ta đến rồi. Mã Dũng cùng với đám Mai Hiểu Sảng đần mặt ra, đây, đây là, cái hố lớn quá hả, chỉ thấy một cái hố khổng lồ hiện ra trước mắt. Thằng ôn con ba căn chỉ tay xuống dưới và nói, ở đây chính là nơi bọn ta vứt người chết, những người ở đoàn lạc đà đó ở bên dưới. Cảnh sát lưu bịt mũi rồi chửi, mẹ kiếp, đây là mùi xác thối. Mai Hiểu Sảng soi đèn dọi xuống dưới đáy, chỉ thấy đèn pin không thể soi được xuống dưới. Cô ta chóng váng thầm mỹ cái hố này sâu quá dọi không đến đáy trong này đen kịt hình như có thể hút người vào đột nhiên một mỏm đá nút ra rắc một tiếng vang lên mai hiểu sảng sợ hãi ngã ngồi xuống đất lưu phú quý vội vã đỡ lấy mai hiểu sảng và khuyên bảo nguy hiểm đừng đứng quá gần hố mai hiểu sáng nhận định đèn pin siêu sáng có thể chiếu được 200 trăm mét không chiếu được xuống đáy chứng tỏ cái hố này sâu trên 200 trăm mét cảnh sát lưu cũng hoảng hồn 200 trăm mét không phải chứ tháp đài truyền hình cũng cao không quá hai ba trăm cái hố này có thể sâu như vậy sao Mai Hiểu Sảng lấy máy ảnh ra rồi giải thích, sức mạnh của tự nhiên khó mà tưởng tượng được, hang sâu nhất trên thế giới tên là hang Crabbera, độ sâu mà con người đã thám hiểm đến là hơn 2000m, tương đương với 6 tháp Eiffel chồng lên nhau. Cảnh sát Lưu cũng hoảng hồn, sau cái tháp Eiffel á, thế là Mai Hiểu Sảng cầm máy ảnh DSLR lên chụp liên liệ, tách tách tách, cô ta thầm nghĩ, rời xa thành phố hối hả nhộn nhịp, cảm giác thâm nhập vào tự nhiên nguyên thủy thật tuyệt. Mã Dũng lại nói, nếu như người bị ngã từ độ cao như thế này xuống, thì chẳng phải thành đống thịt vụ sao? Ba căn chen mồm vào. Đúng, đúng đó. Bên dưới này cứ coi như có người thì cũng chết toi từ lâu rồi cứu cái bít. Cảnh sát lưu đấm cái bốp vào đầu thằng ôn con kia quát, "Tiểu tử thối, mi dám chơi lão Tôn à?" Ba căn kêu lên đau đớn, "Aizô." Lưu Phú Quý Lai nhắc nhở, "Đồng chí Tiểu Lưu, đừng có nóng vội như thế, các anh đã trải qua vụ án giết người ở công trường xây dựng Thành Nam, thì chắc chắn là nhớ Giang Huyền Yến." Mã Dũng hỏi lại, "Chính là Giang Huyền Yến chết đi sống lại đó ư?" Cảnh sát Lưu lấp bắp hỏi, "Ma, ma nữ?" Lưu Phú Quý nhắc nhở, đừng có mở miệng ra là ma nữ chẳng văn minh tí nào chu tiểu an bị trúng đạn chẳng phải là vẫn chưa chết sao chẳng lẽ gọi cậu ta là ma nam tiểu an và tôi đều quen biết giang huyền yến chắc chắn ở trong đoàn lạc đà này cho dù hố này có sâu bao nhiêu giang huyền yến rơi xuống cũng không thể chết được chết rồi cũng có thể sống lại thực ra cái hố này sâu cũng có cái lợi của sâu cô ấy không thể leo lên được ngược lại càng thuận tiện cho chúng ta tìm cô ấy mai hiểu sảng bắc loa tay lên gọi này bên dưới có người không chúng tôi đến cứu bạn đây nhưng không có tiếng đáp lại vẫn chỉ có một sự yên lặng đến đáng sợ mai hiểu sảng sụ mặt hỏi sao chẳng có ai trả lời lưu béo lên tiếng đáy hố này có khả năng thông với nơi khác thêm nữa khoảng cách xa như vậy bên dưới cũng khó mà nghe thấy lúc này thằng ôn con lại phát biểu các anh có thể dùng dây thừng thả xuống dưới để cứu người tôi người nhỏ con lại chẳng có chút sức lực nào ở trên này với vị đại ca đây đợi các anh cảnh sát lưu cũng nghĩ không biết trong hố có cái giống gì cứu không được xuống đấy còn bị mất mạng ở trên này trong chừng thắng nhóc có khi lại tốt hơn thế là cậu ta sung phong tôi sẽ trông chừng nó và sợi dây thừng các anh yên tâm xuống dưới nhé lưu phú quý nhắc nhở anh đừng coi thường tên tiểu tử này chẳng may nó thanh toán anh rồi cắt đứt dây thừng thì tất cả coi như tiêu tùng cảnh sát lưu trả lời sao có thể chứ tôi đã khám xét rồi trên người nó không có vũ khí lưu phú quý nhắc nhở long bà bà chẳng phải là tay không tóm lấy súng của anh sao cảnh sát lưu lắp bắp cái đó thấy thế lưu phú quý đề nghị hay là lão mã với anh cũng ở trên này thì sẽ an toàn hơn tôi với cô mai xuống dưới đó sự an toàn của cô mai cứ để cho tôi. Sau đó hắn đắc ý nghĩ, he he, như vậy có thể ở một mình với hiểu sảng rồi. Mã Dũng cũng nói, hiểu sảng cô đừng có nghe lời anh ta đó, bên dưới quá nguy hiểm. Hơn nữa, mai hiểu sảng phản bác, anh mã anh không cần nói nữa, tôi đã từng học kỹ năng leo núi rồi không sao đâu. Cho dù cảnh sát mã có khuyên như thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản được quyết định của mai hiểu sảng. Gã béo lưu buộc chiếc đèn pin lên sợi dây dù thả xuống dọc theo vách hố, độ dài sợi dây dù vừa đủ dùng. Thế là hai người bắt đầu leo xuống. Nửa tiếng sau, những người ở trên hố đã không thể nhìn thấy ánh đèn của mai hiểu sảng và lưu phú quý hai người họ đã rơi vào trong bóng tối sâu không thấy đáy chuyển cảnh bên phía sa mạc bão cát vẫn chưa tan lưu sương sương ngồi thư thả ăn sờ nách chu tiểu an tỏ ra xót ruột đã hơn 4 tiếng rồi tôi không thể đợi được nữa lưu sương sương cũng nói bỏ đi tôi đi cùng với anh dù sao thì anh cũng thật sự muốn đi tôi cũng không cản nổi anh vừa nãy làm sao anh thoát được khỏi sự khống chế của tôi vậy chu tiểu an tức giận nói sao tôi biết được may là cô là con gái đó lần sau đừng làm cái trò biến thái đó nữa lưu xương xương phân bùa cái này chẳng qua là thử nghiệm mà thôi anh sẽ không ngốc đến mức cho rằng tôi muốn xem anh bắn máy bay đó chứ bộ dạng xấu hổ đó của anh dễ thương thật đó chu tiểu an tức giận quát cô cô thật độc ác tôi cũng chẳng cầu cô đi cùng tôi nếu như cô xảy ra chuyện thì tôi cũng chẳng cần chịu trách nhiệm lưu xương xương đã lấy kính và khăn đeo lên mặt sau đó bước ra ngoài và nói hừng với chút khả năng ít ỏi của anh có thể chăm sóc tốt bản thân đã là tốt lắm rồi chu tiểu an thầm nghĩ đau chết mất cảm giác này như kiểu người ta dùng giấy nhám trà lên mặt mình vậy lưu xương xương vừa nãy ra ngoài như thế này sao lưu xương xương nhắc nhở cố gắng hết sức ép người xuống sẽ không bị gió thổi đi vừa nói xong đã thấy chu tiểu an chơi với hắn gào lên a a a lưu xương xương liền nói đồ ngốc sau đó phóng năm ngón tay ra Xoạt. soạt lập tức chu tiểu an đã bị năm ngón tay của lưu xương xương cuốn lấy sau đó cô ta kéo chu tiểu an đi hắn thầm nghĩ lại được cô ấy cứu nữa rồi sau đó nhớ lại cảnh lưu xương xương giúp đỡ mình anh tỉnh rồi à cô ấy ở lại chăm sóc mình cũng là có ý tốt trước đây giúp mình tránh đạn cũng là có lẽ mình nên đối xử với cô ấy tốt hơn một chút năm phút sau chu tiểu an đã bị kéo lê trên trời lưu sương sương vui sướng hét lên thả diều người đây bay lên bay lên chu tiểu an khóc tiếng mán lưu sương sương cái cô nha đầu chết tiệt này thả tôi xuống lão tôn sẽ không tha cho cô đâu chu tiểu an mềm máu hích hích vừa nãy cô hại tôi ăn một đống cát trong miệng lưu sương sương nhắc nhở đừng nói chuyện nữa không thì còn phải ăn cát nữa đấy thế là hai đứa nắm tay nhau đi trong bão cát cho dù cát lún nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau chúng tôi không biết đã đi bao lâu trời đột ngột hưởng nắng trận bão cát sa mạc vừa nãy đã biến mất trong trước mắt giống như phép màu của ông trời lưu xương xương reo lên này anh mau nhìn bầu trời bên kia kìa chu tiểu a nhìn lên chỉ thấy một cái cầu vồng nhưng bị ngược lưu xương xương cảm thán cầu vồng ngược lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy sau đó nhận ra thằng kia vẫn đang nắm tay mình cô ta ngại ngùng nói gió ngừng rồi còn cầm tay gì nữa sau đó giật tay ra thấy chu tiểu an vẫn ngơ ngác đứng nhìn lưu sương sương hua hua tay trước mặt chu tiểu an hỏi này anh đang nhìn gì thế bị gió thổi đến ngu người rồi hà trước mắt chu tiểu an là một nữ nhân đang cưỡi lạc đà chu tiểu an tròn mắt lên nhìn cho rõ chỉ thấy đây là một người vô cùng quen thuộc không ai khác chính là giang huyền yến giang huyền yến đi đến trước mặt hai người cô ta nhìn chu tiểu an chu tiểu an vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn lại giang huyền yến tháo kính ra và nói lâu rồi không gặp chu tiểu an đáp lại giang huyền yến khi giang huyền yến đột nhiên xuất hiện trước mặt chu tiểu an hắn đã không dám tin vào mắt mình trong hơn một tháng nay ngày nào hắn cũng mong được gặp lại cô ta chu tiểu an đã từng tưởng tượng trong bệnh viện trên đường nhà cụ lưu ngũ bất cứ nơi nào chỉ gần có thể gặp được giang huyền yến là được dù có thế nào chu tiểu an cũng không thể nghĩ rằng sẽ gặp cô ta qua trận bão cát ở sa mạc gobi này cuộc sống chính là một vở kịch ly kỳ chẳng ai biết được một giây sau sẽ xảy ra tình tiết gì chu tiểu an ngơ ngác hỏi sao cô lại đến đây giang huyền yến lấy tay phủi phủi áo cho chu tiểu an hỏi không gặp lâu như vậy không còn điều gì khác muốn nói à xem ra anh thực sự không muốn gặp lại tôi rồi chu tiểu an giật mình hả lên một tiếng sau đó lại hỏi cô đang nói gì vậy rõ ràng cô tránh không gặp tôi mới đúng chứ giang huyền yến trả lời một tháng trước tôi đến bệnh viện thăm cậu thì gặp đao ca anh ta nói anh đã đi một nơi rất xa rồi và còn không muốn gặp tôi nữa thì ra khi đó đao ca nói với giang huyền yến tiểu an cậu ấy chỉ muốn quen biết với người bình thường cô đừng đến tìm cậu ấy nữa chu tiểu an ôm đầu than thở mẹ kiếp đao ca cũng quá tần nhẫn đi vì không muốn để tôi qua lại với người thi tộc mà làm ra những chuyện như thế chu tiểu an nắm lấy vai của giang huyền yến và nói tôi muốn gặp cô đến sắp phát điên rồi sau đó ôm trầm lấy giang huyền yến thấy hai đứa ôm nhau lưu sương sương sững người cô ta đỏ mặt thẹn thùng bối rối quá làm bụt mọc ở cái nơi này ngay đến chỗ trốn cũng méo có giang huyền yến bên này lại nói cách hội ngộ này cũng được đấy chu tiểu an đỏ mặt thẹn thùng giang huyền yến mở lời mấy ngày trước tôi và giáo sư mạnh đại học đến đâu còn có nghiên cứu sinh của ông ấy cùng đến khảo cứu biên giới giữa mông cổ mục đích là tìm kiếm tinh vực nơi cư ngụ của thần xà chu tiểu an nhận định xem ra thiên cung tinh thành lại tập hợp chúng ta lại với nhau rồi chu tiểu an thẩm mỹ giáo sư đại học đế đô chắc chắn là ông già dẫn đoàn mà ba căn nói về sau càng náo nhiệt rồi đây lúc này lưu sương sương nhìn chằm chằm vào giang huyền yến sau đó thầm nghĩ tại sao cùng đi trong trận bão cát mà trên quần áo cô ta sạch đến mức không có lấy một hạt cát mùi trên cơ thể cô ta rất giống người thi tộc chỉ là thiếu mùi máu mà người thi tộc nào cũng có cô gái này rút cục có nguồn gốc thế nào thế là lên tiếng hỏi chị gái này có thể một mình trốn thoát trong tình hình cả đoàn chết sạch cũng thật là lợi hại giang huyền yến nhíu mày hỏi em gái à hình như cô hiểu nhầm rồi đội của tôi đang cắm trại nghỉ ngơi cạnh ốc đảo bên kia cách 5 km lưu Sương xương ngạc nhiên hỏi cái gì chu tiểu an lúc này cũng hoảng hồn bọn cô trước đấy có gặp phải cướp có súng không giang huyền yến hỏi lại cướp làm gì có cướp đâu chu tiểu an lúc này mới hoảng hồn chết tiệt bị lừa rồi lại bị tên tiểu tử ba căn đó lừa rồi hố người chết thì ra là để chuẩn bị cho hội của mai hiểu sảng thế là hắn vội vàng chạy biến đi giang huyền yến vội vã hỏi chu tiểu an anh muốn đi đâu chu tiểu an vừa chạy vừa nói đi cứu người bên phía hố người chết chỉ có tiếng gió thổi vi vu hai vị cảnh sát đang soi đèn xuống dưới bàn tán với nhau lão mã lên tiếng như mong rằng gã béo đó có thể bảo vệ được mai hiểu sảng nếu cô ấy có mệnh hệ gì hai chúng ta cũng không cần trở về thiên tân nữa cảnh sát lưu cũng nói hừm ban đầu không nhận vụ này thì tốt rồi đột nhiên thằng ôn con ba căn cười nham nhở he he cảnh sát lưu liền quát mẹ nó ngươi vui cái nỗi gì thằng ôn con ba căn đắc ý phát biểu hai người các ngươi sống không nổi đâu mã dũng tức giận quát lên ngươi nói cái gì hố này rút cục là sao hả mau nói đi thằng ôn con ba căn cười phá lên ha 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 việc giúp người của các ngươi thật ngu ngốc tất cả đều bị ta lừa rồi cái hố này gọi là hang châu chấu thần bên trong là nơi ở của bà chấu thần mà bọn ta thờ phụng mấy trăm năm qua tất cả những kẻ ngoại tộc đi vào nơi này đều sẽ bị bọn ta quăng xuống cái hố này làm tế phẩm cho bà châu chấu thần mã dũng hoàng hồn hỏi cái gì cảnh sát lưu đe dọa mẹ kiếp lão tử bắn chết ngươi thằng ôn kia thách thức có giỏi thì ngươi bóp có đi ta đã nghe chán mấy lời vớ vẩn của ngươi rồi cảnh sát lưu run rẩy nói ta bây giờ ta sẽ bắn ngươi nhưng hắn không thể nào xuống tay được hắn bất lực buông xuống xuống thằng ôn con kia đắc ý nói hưng cái đồ nhát gan ta sớm đã nhận ra ngươi chưa giết người bao giờ chỉ biết nói lớn tiếng để dọa người mà thôi mã dũng kéo sợi dây lên nói cậu trông chừng nó tôi sẽ kéo mai hiểu sảng lên hiểu sảng mau leo lên đi dưới đó nguy hiểm lắm nhân lúc mã dũng còn đang bận kéo dây thằng ôn con kia đã lấy cái móc trên đầu ra bọc một tiếng vang lên thằng ôn con đã cắm vào tay của cảnh sát lưu làm cho tên kia hét ầm lên ai dô mẹ kiếp còn dám lấy kim đâm ta nhưng khi nhìn vào cái móc câu cắm trên tay chỉ thấy máu trên tay đã bầm lại cảnh sát lưu hốt hoảng thầm nghĩ cái này là tiêu rồi có độc mã dũng hoảng hốt cậu lưu cậu làm sao thế cảnh sát lưu tức giận nói lão tôn bắn chết ngươi thằng ôn con kia lại nói muộn rồi đây là nọc độc, độc của rắn hổ mang chúa ngươi chúng nọc độc rồi thì sẽ bị tê liệt toàn thân ngay cả có súng cũng không bóp được đâu không thải ra ngoài được ngươi sẽ bị độc tính phát tác mà chết mã dũng tức giận quát lên đồ khốn nạn thế là thằng ôn con kia lắc lắc tay nói đừng cử động ngươi chỉ cần thả tay một cái thì người đẹp dưới kia sẽ bị ngã chết tươi mã dũng lúc này đã cứng họng chỉ nói được một chữ ngươi lúc này cảnh sát lưu đã ngã gục xuống đất nói anh mã xin lỗi đều tại tôi mã dũng hỏi lại ngay từ đầu ngươi đã tạo ra cái bẫy này để dẫn dụ bọn ta đúng chứ thằng ôn con lại đáp không sai ai bảo các ngươi thiểu năng như thế chứ trước đấy sợ đến tè cả gia quần cũng đều là giả khả năng diễn cũng được đó chứ mã dũng lại nói thật hối hận không để lưu xương xương moi tim ngươi lúc này thằng ôn con ba căn đã hí hoáy lấy súng ra hừm 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 sau đó nó nói với mã dũng bây giờ nói những điều này cũng muộn rồi trước đây ngươi dùng súng đánh chết ba người xa cách ba ta đương nhiên phải giết ngươi báo thủ cho những người đã chết nói rồi thằng ôn con giơ súng lên thấy thằng kia đặt tay lên cỏ súng mã dũng nhắm mắt chịu trận xin lỗi mai hiểu sảng chúng ta đành phải chấp nhận số phận thôi bên này đột nhiên cảnh sát lưu gào lên đồ khốn ta giết tổ tiên nhà ngươi thằng ôn con kia kinh ngạc hỏi cái gì ngươi vẫn còn chưa chết à cảnh sát lưu nói với mã dũng anh mã tiểu đệ đi trước một bước mã dũng nghe xong mà hoàng cả hồn thời gian lùi về trước khi cảnh sát lưu bị đâm lưu phú quý và mai hiểu sảng đang đu dây leo xuống mai hiểu sảng đạp chân vào vách đá rồi thả dây xuống động tác nhanh nhẹn nhịp nhàng tiết tấu đều đặn lưu phú quý khen ngợi kỹ thuật leo của cô mai thật tốt nha Mai Hiểu Sảng trả lời, bình thường tôi rất thích vận động. Lưu Phú Quý lại nghĩ, chẳng trách dáng cô ấy đẹp như thế, nếu như không phải cùng nhau leo xuống mà là lặn thì tốt biết bao, chỉ cần tiếp tục mạo hiểm cùng với cô Mai, chắc sẽ có cơ hội. Thế là tưởng tượng ra cảnh Mai Hiểu Sảng mặc bikini, đột nhiên, Lưu Phú Quý mất đà, ui ra, thế là hắn thả bom cái bục một phát, Lưu béo đỏ mặt ngại ngùng, mẹ kiếp, sao phải thả bom vào đúng lúc này cơ chứ? Cô Mai ở ngay phía dưới mình, Lưu Phú Quý không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục. Mai Hiểu Sảng đột nhiên bịt mũi nói, có vẻ mùi xác thối càng ngày càng nồng nặc nhỉ lưu béo vội vàng xác nhận đúng đó đúng đó hắn lại nghĩ nguy hiểm quá cái tật cứ gặp nguy hiểm là lại thả bom vẫn không sửa được tạ ơn trời đất cô ấy vẫn chưa nhận ra hôm nay đúng là ngày may mắn của lão béo ta đột nhiên mai hiểu sảng thấy mình bị kéo lên cô ta kêu lên ui lưu béo vội hỏi sao thế mai hiểu sảng trả lời ở trên đang ra sức kéo tôi lưu béo lúc này tỏ ra tức giận nói làm cái giống gì không biết chúng ta còn chưa đến đáy mà mẹ kiếp thời gian riêng tư của hai người đang đẹp mà lão mã cũng quá nhẫn tâm đi mai hiểu sảng lúc này cũng ngơ ngác dừng lại rồi kỳ lạ thật lưu phú quý cũng ngạc nhiên hỏi chuyện gì thế này bên trên hình như đang hô cái gì đó khoảng cách xa quá nghe không rõ tình hình có vấn đề rồi hay là chúng ta mau chóng leo lên đi mai hiểu sảng đề nghị đợi một chút tôi dùng đèn pin soi xuống dưới đáy bây giờ chắc chắn khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ rồi thế là mai hiểu sảng soi đèn xuống dưới cô ta thấy mấy bộ xương rồi nói dưới đây ngoài hải cốt thì chỉ có cát thêm nữa cũng không có hang thông với nơi khác lưu béo nhận định đến một cọng lông cũng chẳng có chúng ta bị lừa rồi tên tiểu từ ba căn đó lão tôn mà lên được trên đó thì sẽ đấm vỡ mùng nó đột nhiên mai hiểu sảng phát hiện ra dưới nền cát có gì đang chuyển động đó đó là cái gì bên dưới lớp cát hình như có cái gì đang động đậy lưu phú quý vội nói cho dù trong cát có cái gì chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp nhân lúc nó còn chưa ra chúng ta mau leo lên thôi đợi nó ra rồi hai người chúng ta đều sẽ biến thành bộ xương dưới đáy hố thôi thế là cả hai đứa cùng nhau leo lên đột nhiên có tiếng hét thê thảm truyền tới a a ha mai hiểu sảng thẩm mỹ âm thanh này phát ra hình như là có người đang rơi xuống phục phục hai tiếng vang lên cái mặt sám ngoách của cảnh sát lưu và thằng ôn con ba căn lướt qua mai hiểu sảng hét lên kinh hãi a a ha lưu phú quý vội hỏi hiểu sảng cô sao vậy hắn nhìn xuống dưới rồi hô lên mẹ kiếp thằng này nắm chuẩn vãi chỉ thấy thằng ôn con ba căn đã kéo cặp quần của mai hiểu sảng xuống Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!